Dạ vâng, Tiến Dũng xin chào quý vị khán giả đến với channel TND Media. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Tiến Dũng và anh Ngô Kỷ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin cập nhật về chuyến đi của phái đoàn thành phố Auckland mà trưởng đoàn là bà thị trưởng thành phố. Và thưa quý vị, được biết thì ngày hôm qua là ngày 8 Tây, thì phái đoàn đã dừng ở tỉnh Long An cũng như là kết thúc cái chuyến đi 10 ngày của đoàn. Và cũng vậy, đối với dư luận thì người ta cũng quan tâm nhiều, tuy rằng được biết đây là chuyến đi của một phái đoàn doanh nghiệp từ Mỹ về Việt Nam, đại diện cho tiểu bang California mà đặc biệt là thành phố Auckland. Tuy nhiên thì rất là nhiều người cũng quan tâm đến vấn đề ông chủ tịch Hồ Ba Ba, đó là ông Lê Bích Dương, vấn đề cái nhà máy rác ở Việt Nam hiện tại như thế nào, cũng như là chuyến đi này có được giúp hay là sẽ được cải thiện hơn về vấn đề nhà máy xử lý rác của ông ở tại Sài Gòn hay không. Và cũng vậy, trong chương trình ngày hôm nay thì Tiến Dũng mời lại anh Ngô Kỷ với góc nhìn riêng của anh Ngô Kỷ về vấn đề này cũng như là những ngày sắp tới như thế nào. Trước hết mời anh Ngô Kỷ ạ. Vâng, trước hết chào anh Mai Tiến Dũng, chủ nhân TD Media, chào chị Huỳnh Hoa đang giúp cho vấn đề kỹ thuật. Và đặc biệt kính chào quý khán giả của TD Media trên toàn thế giới tại quốc nội cũng như tại hải ngoại. Rất là hân hạnh trở lại diễn đàn hôm nay. Cái chuyện của thiên hạ rồi chúng tôi cũng phải theo dõi để mà có thể tường trình cùng quý khán giả một số chi tiết. Dù rằng cái chi tiết này thì nó tràn ngập trên mạng mọi nơi mọi chỗ chứ không gì có gì đặc biệt. Tuy nhiên anh Mai Tiến Dũng thì nghề của anh cha đã ảnh có lúc nào ảnh cũng có một cái chương trình riêng để mà đề cập những cái gì đang diễn tiến. Thì tối nay tôi và anh Mai Tiến Dũng thì thật sự cũng không, chúng tôi không phải là nhà đạo diễn hay nhà trưởng phái đoàn hay là bà thị trưởng Sơn Thao hay là ông David Dương hay là nhà nước Cộng sản Việt Nam để có thể trình bày đầy đủ những chi tiết về chuyến đi của phái đoàn danh gia cũng như tỷ xã Auckland về Việt Nam. Tuy nhiên, qua những tài liệu mà anh Mai Tiến Dũng và cá nhân tôi thâu lượm được trên net thì chúng tôi trình bày, và có thể trong sự trình bày chúng tôi đưa ra vài cái nhận định về cái quan điểm câu cái chuyện quý vị nghĩ như thế nào hay là phán xét như thế nào là tùy nơi khán giả, thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh. Có lẽ rằng em sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất, đó là phái đoàn thành phố Auckland đã đến Long An nha. Rồi sau đó thì là Dũng sẽ đưa lại cái chi tiết về cái nhà máy rác của ông Lê Bích Dương trước kia, cũng như là cái bãi đất là 1.600 hecta ở tỉnh Long An. Vâng, mời anh. Vâng, tại vì anh là nhà truyền thông thì anh nắm vững chi tiết. Dạ vâng, thưa quý vị, thì theo tờ báo Nhân Dân được đăng ngày hôm qua, ngày 8 tháng 8, thì nội dung là đoàn bang California làm việc với tỉnh Long An. Nói chung nội dung ở trong đây thì cũng thấy rằng nó cũng rất là bình thường thôi, nó là một hình thức ngoại giao, cũng giống như là đoàn Auckland đã đi đến thành phố Hồ Chí Minh, đi ra Đà Nẵng là đi ra Hà Nội này kia đó, và mình cũng thấy giống nhau về cái sự xã giao. Tuy nhiên thì ấn tượng hơn là có một cái buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Thì cũng vậy, chúng đọc về nội dung trong đây thì cũng thấy rằng ví dụ như người ta nói là ở Long An thì họ có cảng, rồi họ có cơ sở hạ tầng, thì ngược lại ở bên thành phố Auckland họ cũng đưa ra rằng họ có thể đáp ứng hay là họ cũng kêu gọi lại sự hợp tác giữa tỉnh Long An và thành phố Auckland. Nói tóm lại, để tìm một cái hợp tác mà trên giấy tờ á, và một cái thỏa thuận gì đó thì gần như chưa thấy, mà mình thấy là giống như là một cái ghi nhớ ở trong cái vấn đề làm ăn giữa hai tiểu bang. Nói tóm lại thì nó cũng giống như phái đoàn Auckland họ đã đi các tỉnh khác, giống như là Dũng và anh Ngô Kỷ đã gửi đến quý vị những thông tin vừa qua. Và trở lại cái riêng về vấn đề nhà máy rác của ông Lê Bích Dương ở tại thành phố Sài Gòn, thì như quý vị biết là trong thời gian qua các mặt báo đã đưa tin rất nhiều về vấn đề ông thư kiện ở
ủy ban chính quyền ở thành phố là về cái vấn đề là không được trả tiền, không được trả tiền tới khoảng 4.000 tỷ tương đương với 170 triệu, và vấn đề đó tới đây vẫn còn chưa được giải quyết, thưa quý vị. Rồi tiếp theo nữa là chúng đọc có trên tờ báo Công An để tìm hiểu về cái miếng đất của ông ở tỉnh Long An hiện tại như thế nào. Diện tích của nó là tới 1.600 hecta, và thưa vị, đây thì cũng gửi về cái hình ảnh của báo Công An. Thì được biết đó là cái khu đất này vào năm 2010 thì Long An đã bàn giao một cái diện tích là tới 1.600 hecta cho ông Đinh Bích Dương, đó là để ông mở một cái khu liên hợp luôn, vừa xử lý rác cũng như là nói chung là khu công nghệ môi trường xanh. Dạ, tuy nhiên thì dự án này dậm chân tại chỗ kéo dài cả 10 năm cho đến năm 2020 thì ở tỉnh Long An họ mới đề nghị ra Quốc hội là muốn chuyển đổi cái vấn đề sử dụng trên đất này. Cái điều ngặt là miếng đất này trước đó thì đã bàn giao cho bên chủ đầu tư bên trước đó, đó là ông Lê Bích Dương. Thì cho đến nay cái vấn đề theo như Dũng ghi nhận được ở trên các bài báo thì cũng chưa nói gì về cái sự giải quyết của cái miếng đất ở tại tỉnh Long An này như thế nào. Có nghĩa là nó vẫn dậm chân, hay là chuyến đi này của ông Lê Bích Dương nếu như nó liên quan đến những công việc riêng của ông thì gần như không thấy một cái tiến triển gì từ cái chuyện nhà máy rác ở thành phố, vụ thư kiện, vụ mà tiền bạc chưa trả, cũng như là miếng đất ở Long An cũng không được giải quyết. Dạ vâng, bây giờ em mời anh Kỷ, anh cho vài ý kiến về vấn đề này ạ. Về cái liên nhận Long An đó, vâng, tôi thật sự tôi cũng không ngạc nhiên về cái tin tức mà anh đưa ra, và rất là nhiều tin tức thì rất là khách quan. Thì tôi nghĩ chuyến đi Long An này nó không có ý nghĩa gì cả, chỉ là chuyến tham quan đi du lịch thôi. Dù rằng trong thâm tâm ông Đinh Bích Dương ông muốn nhờ cái dù của bà thị trưởng để có cớ ông gặp cái ủy ban nhân dân thành phố Long An này nọ, thị xã Long An. Tuy nhiên những tin tức như anh vừa rồi đọc đó là ngày xưa thị xã Long An, thành phố Long An đã ký kết cho ông được 10 năm để mà xây dựng nên cái nền tảng để rồi lo vấn đề hốt rác hốt riết. Nhưng 10 năm này nó chẳng đi đến đâu. Rồi ông khoe là ông xây mấy cái cầu, ông xây mấy cái miếng đất rồi gì để ông sửa sang này nọ. Tuy nhiên đến giờ này theo tài liệu tôi đọc thì Quốc hội Cộng sản Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã quyết định là coi giống như là những miếng đất mà giao cho ông hay này nọ, người ta không còn cái ý định nào cho ông để mà làm hốt rác nữa. Dạ, và người ta muốn đổi đổi cái thủ tục, đổi cái planning, đổi dạ. cái chương trình kế hoạch, phải không ạ? Đúng rồi. Do đó và tôi rất là ngạc nhiên trong cái tờ báo của VTC News là một cơ quan ngôn luận cộng sản phỏng vấn ông cách đây khoảng 5-6 ngày đó, khi ông về Việt Nam trong chuyến vừa rồi đó, khi mà ông nói ra láo rất nhiều, và quý vị vào Facebook Kỷ Ngô tôi đó, tôi có trích lại cái tin tức của VTC News, quý vị vào đó thì phỏng vấn ông Đinh Bích Dương. Tôi không ngờ trong một thế giới trong bàn tay như thế này mà một cái thằng tỷ phú giàu có này nào mà nó láo quá chừng, mà nó láo mà người ta kiểm chứng được. Ông ta nói là bây giờ cái tiến trình mà ông hốt rác ở thành phố Hồ Chí Minh đang tiến triển rất là thành công, rất là vui vẻ, rất là tốt đẹp, là nhờ chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, đã ủng hộ ông rất nhiều. Đó là nói thành phố Hồ Chí Minh đó. Và điều đó rất là lố bịch. Ai cũng thấy rằng là cái công trình mà ông làm hốt rác mấy năm nay đó, bây giờ nó đã tế bắt, bế tắc, và nó đã bị sùm trời đất, bị kiện cáo. Và chính thành phố Hồ Chí Minh đã nợ ông, như anh Dũng nói rồi, là 4.000 tỷ Việt Nam, tức là 170 triệu đô la. Cả thế giới đều biết, cả nước Việt Nam đều biết. Mà bây giờ ông nói láo, là ông nói là đang xúc tiến rất là tốt đẹp, đang tiến hành rất là vui vẻ, rất là ổn định, rất là thế này thế nọ. Thì tôi không hiểu là ông lừa đảo ai.
Và bằng chứng là ông đang ra tòa án quốc tế ở Singapore, ông nộp đơn ông kiện thành phố Hồ Chí Minh. Và ai cũng hiểu điều đó, ai cũng thấy điều đó. Rồi ông lại nói là nhờ cơ quan chính quyền địa phương này nọ đã giúp đỡ ông rất là tận tình, rất là hăng say, rất là hăng hái, rất là thiện tình, thiện chí. Một thằng nó lưu manh, nó nói tội lao, nó láo, không có bằng chứng, có một bài mà không có bằng chứng nào cả, mà nó toàn nó láo không. Đó là nói vấn đề mà ông lên cái tin tức của VTC News. Quý vị không tin tôi, quý vị vào cái Facebook Kỷ Ngô tôi, quý vị kiểm chứng, hoặc quý vị vào trực tiếp trang mạng VTC News, trang cách đây khoảng 5 ngày, tôi nhớ khoảng 5 ngày đó, phỏng vấn ông. Đó là nói về vấn đề thành phố Hồ Chí Minh. Còn Long An, ông cũng nói rằng là bây giờ Long An đang đồng ý cho ông để mà làm một công ty mà hốt rác rất là vĩ đại, rất là lớn lao và đang tiến triển rất là tốt. Và bây giờ anh vừa rồi anh Mai Tiến Dũng đọc tờ báo Nhân Dân, Công An hay gì đó này nọ đã nói là cái dự tính hay cái planning đó, cái chương trình kế hoạch đó đã hủy bỏ rồi, và người ta đã không có cho ông tiếp tục để mà xây những cái nhà máy hay những cái cơ sở để mà hốt rác tại Long An. Nói chung chuyến đi Long An vừa rồi ông chẳng có cái gì mà thành công cả. À, thì ông có được gặp cả thành phố, những ông chủ tịch, ủy ban nhân dân ở đây nọ này nọ, chỉ là để cho cái bà thị trưởng sang thao của Oklahoma đó rồi khoe khoang thị xã Oakland có hạ cảng lớn tốt này nọ, rồi bên kia cũng khoe khoang là Long An chúng tôi xuất khẩu này nọ qua cảng rất là nhiều này nọ đại khái. Thì hai bên khoe qua khoe lại, rồi cuối cùng bây giờ tôi thách ông David Dương ấy, chứng tỏ cho đồng bào thấy là ông đi riêng cái chuyến Long An này ông đạt được gì, có được một cái hiệp ước hay có một cái hợp đồng ký kết hay một cái agreement nào hay này nào không? Hoàn toàn không. Ông chứng minh cho mọi người thấy là ông được thành phố Long An hay thị xã Long An, ủy ban nhân dân Long An này nọ có đồng ý cho phép ông được mở công ty để mà hút rác tại Long An không? Hoàn toàn không. Thì do đó tôi ngồi đây, tôi không phải là tôi nói bi quan yếm thế hay nói xấu, nói tiêu cực về một sự kiện. Tuy nhiên tôi chỉ bực cái thằng này nó láo, không từ chứng được. Nó nói để gì? Để mà nó lừa đảo nhiều người, có thể kiếm investment, nó kiếm những người đầu tư hay những con chim là đà này nọ, thấy ổng quen biết chỗ này chỗ nọ có những dự án lớn lao để mà đầu tư. Cuối cùng thì chuyến Long An của ông hoàn toàn thất bại, không có một cái giá trị, không có một cái hiệu quả hay kết quả nào cả. Thì tôi nói như vậy, không biết anh Mai Tiến Dũng có thấy tôi nói sang chỗ nào hay không. Tuy nhiên nếu mà fan David Dương hay cá nhân ổng hay là những cơ quan truyền thông nào binh vực bảo vệ ổng thì cứ đưa bằng chứng lên phản biện lời tôi nói, thưa anh Mai Tiến Dũng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thế này anh, thì cái chuyến đi của phái đoàn Auckland về Việt Nam á, như đó là có hai cái nguồn tin. Một ví dụ như bên VTC thì họ ghi rằng là cái sự kết hợp giữa ông David Dương và bên tổng lãnh sự ở thành phố San Francisco để rồi cùng thấp cùng với phái đoàn, nghĩa là giống như là ông David Dương đó là cái đường vạch ổng ra, cái ông vạch ra nhìn như vậy. Cái chuyến đi này nè là ổng là người chủ đạo trong chuyến đi này. Tuy nhiên thì các bài báo khác thì đó là chuyến đi này là cái phái đoàn doanh nhân doanh nghiệp từ tiểu bang California về Việt Nam, mà giống như trưởng đoàn là cái bà gọi là thị trưởng thành phố Auckland. Đó là một cái điểm thứ nhất. Rồi cái nữa đó thì nếu với cái cá nhân gọi là đi theo doanh nghiệp thì rõ ràng ông David Dương trên các tờ báo họ đã đưa ra là gì, ông muốn các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là các doanh nghiệp ở Mỹ, đặc biệt là ở thành phố Auckland có thể tương tác với nhau. Thậm chí là ông cũng hứa hẹn rằng mong muốn còn nhiều cái doanh nghiệp từ bên Mỹ nữa đi, có thể đi về Việt Nam để mà đầu tư. Đó là cái mà em ghi nhận xung quanh vấn đề những cái là phần trả lời của ông đối với tờ báo Thanh Niên. Tuy nhiên thì qua chuyến đi này anh thấy rằng chỉ đơn thuần là cái chuyện kêu gọi những doanh nghiệp ở bên Mỹ, điển hình là ở bên thành phố lên trước rồi đi về Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư, hoặc là ngược lại, hay là
ẩn trong đó là ông đi tìm cơ hội cho chính ông ạ. Tôi nghĩ là chính là cho ổng, tuy nhiên ổng vẫn lòng vô là tôi quan tâm đến nền kinh tế của Hoa Kỳ nói chung, rồi của thị xã Oakland nói riêng, để cho cái chuyến đi ổng có ý nghĩa lớn. Thứ hai nữa, nó dễ nói chuyện với Việt Nam, rồi nói chuyện với báo giới, cho nó vẻ lớn lao. Chứ còn thật sự là ông về Việt Nam là mục đích ông gặp ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Cộng sản Việt Nam. Chính của ông vậy. Để chi? Để ông gỡ rối cái chuyện mà bị trục trặc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh họ nói là trong chưa tới năm nữa là họ sẽ đuổi ông ra, tống cổ ông ra, và họ cho rằng là họ giữ cái nợ ông 4.000 tỷ Việt Nam, tức là 170 triệu đô la. Lý do là ông thiếu thuế Cộng sản Việt Nam rất là nhiều, và ông vi phạm tất cả những điều lệ, quy lệ về vấn đề môi sinh, môi trường, về vấn đề về chất thải này nọ, là ông quá nhiều tội lỗi, quá nhiều sai trái. Do đó họ giữ 170 triệu đô la không trả cho ông, vì để họ trừ nợ, siết nợ ông, tại vì ông... Và bằng chứng là tháng 4 đến nay ông thiếu nợ nhân công, đến nỗi nhân công phải ngồi biểu tình này nọ. Một công ty lớn lao như vậy mà đi thiếu nợ nhân công, tội nghiệp không quý vị? Hả? Nó đang đem công an việc làm cho dân chúng, ông về Việt Nam để tôi mang công an việc làm tới đồng bào, tôi thương đồng bào lắm này nọ. Rồi bây giờ đồng bào đi làm cho ông chân lắm tay buồn đổ mà hôi nước mắt ra. Rồi cuối cùng một công ty ông khoe khoang là tài sản ông có 1 tỷ đô la. 1 tỷ đô la là 1.000 triệu đô la, mà bây giờ đi cướp tiền của nhân công như vậy, đến hồi họ phải ngồi biểu tình, họ được nén nôn này nọ như vậy, quý vị thấy tàn ác không? Cho đó bọn này là nó làm giàu trên xương máu đồng bào, trên mồ hôi nước mắt đồng bào. Thì trở lại thì hồi nãy mình nói về riêng về vấn đề Long An, thì quý vị đã thấy rồi, anh Mai Tiến Dũng đã đọc những cái tin tức thì quý vị thấy rất là rõ. Quý vị cũng dễ lắm, những tin tức này quý vị gào vào Google, đánh tên David Dương, chuyến đi Oakland, rồi đi ở Long An, thành phố Hồ Chí Minh, ra quốc hội, thủ tướng này nọ, thì nó tràn ngập bao nhiêu tin tức trong đó. Thì thật sự nó quay đi quay lại, thì cái chuyện ông đi về thì chắc chắn ông không thể đi về một mình, về một mình Cộng sản nhốt liền, tại vì ông đang thiếu thuế, rồi ông đang làm mưu sinh môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh này nọ, nó rất là tệ hại, rất là nhớp nhúa đồng bào dân cư này nọ đang phản đối biểu tình. Ông về là dân chúng họ ra họ càng đầu liền, họ trói liền, tôi thiệt anh á, một mình ông đi về là dân chúng họ chơi liền. Nhưng tại vì ông đi với phái đoàn, do đó chính phủ Cộng sản Việt Nam phải bảo vệ phái đoàn, Trump đã bảo vệ ông. Tôi thách đây với Dương đi một mình đi, tại vì bây giờ anh biết cái khu mà rác rưới này lên tới mấy chục thước cao, nó mùi hôi thối này nọ, có môi trường môi sinh cho dân cư ở đó họ bệnh hoạn đủ thứ, do đó bao nhiêu cái cam thù hận thù hoa oán gác họ đổ lên đầu đại với Dương. Do đó hai năm nay ông đâu dám về, do đó bây giờ ông mới vừa hơi đi đút lốc cho cái bà thị trưởng Hờ Mon này nọ, thì bà đây mới biết cái gì dân Hờ Mon chân ướt chân ráo rồi, bây giờ được đi công du, gọi là công du đó, đi qua nước ngòa này nọ, thì bà đi thì bà dẫn theo một số tà lộc đi theo để mà đi thăm cho biết Việt Nam này nọ. Chứ còn cái chuyện mà đi về mà ký kết cái gì, thì xã anh ký kết cái gì, anh có cái gì ký kết? Ốc Linh cùng các cái hạt cảng vậy thôi, chứ đây là một thành phố tồi tệ, đứng gần tồi tệ nhất nước Mỹ, tội ác nhất nước Mỹ, có mấy trăm ngàn dân hả? Có gì đâu mà anh cho tôi biết Ốc Linh có cái gì để mà vinh dự vinh quang để mà đi khoe, cùng lắm cái hạt cảng Ốc Linh. Mà đây anh biết cái hạt cảng Long Beach này nọ ở Nga chúng ta đây cũng bự biết bao nhiêu. Do đó vấn đề đặt ra ông David Dương ông chỉ nổ thôi. Mà hồi đầu ổng nổ là tại vì ổng tưởng là cái ông tỷ phú mà 60 tỷ đô la đó đi chung với ổng. Rồi ổng nổ là ổng có 4 thị trưởng đi, chứ không phải riêng một bà mà Hờ Mon này. Cuối cùng khi họ nghe tin tức này, nào thằng này thằng dỗm, thằng này lợi dụng này, nào họ bỏ chạy, họ đâu ở đây đâu. Mới nghe tưởng ổng chụp hình với tổng thống Obama, Biden, rồi ngày xưa đút tiền cho ủy ban tranh cử ông Obama này nào, cho ổng vô cái chức
để mà trong cái học học bổng của Việt Nam, Việt Nam education này nọ, chức phận này nọ, người ta nghe ghê gớm, cuối cùng chẳng ra gì hết. Do đó tất cả những ông nhà băng, chủ nhà băng 60 tỷ hay là các thị trưởng kia họ bỏ hết, ngay cả ông bộ trưởng tư pháp của California trên danh sách cũng có ổng. Cuối cùng ổng bị người ta gửi thơ rồi phản đối bên này nọ, ổng cuối cùng ổng bỏ. Tại sao? Tại ông bộ trưởng tư pháp này ổng có bà vợ đang nghe nói đang làm văn biểu tiểu bang. Do đó cộng bà rất là sợ cộng đồng Việt Nam, khi mà cộng đồng Việt Nam phản đối này nó rất là đối với cuộc bầu cử của bà. Do đó ông bộ trưởng tư pháp California cũng bỏ chuyến đi này. Do đó cuối cùng cộng sản ông đem viên diện chửi không ra nước gì hết, ông tạt chửi trên mặt á. Mày hứa tao là có ông tỷ phú nhà băng 60 tỷ nè, có 4 thị trưởng nè, có bộ trưởng tư pháp Cali nè, có này nọ, cuối cùng chỉ có các bầm mòn này. Quý vị nhìn tướng bà, quý vị có cách chỗ đứng bà chỗ nào, hay gì bà giá trị gì hay. Thì bây giờ bà đi vậy bà sướng quá, được đem với chương cho tiền này nọ, ủng hộ tiền này nọ thì bà đi thôi. Do đó vấn đề đặt ra trở lại về Việt Nam chuyến này nói chung được cái gì, ký kết cái gì? Không, hoàn toàn không ký kết một cái agreement nào mà Biden nhé, gọi là mà ký kết gọi tiếng Mỹ mà viết tắt là MOU. MOU là gì? Tiếng Mỹ là Memorandum of Understanding. Ok, nghĩa là những lời hứa với nhau, những lời tôi ghi nhận, bà nói là Auckland có hệ cảng lớn và chúng tôi ghi nhận điều đó. Rồi bên tôi ghi nhận Long An sản xuất xuất cảng rất nhiều lúa mì, lúa mạch này nọ, hai này nọ, cần hệ cảng rất là nhiều, đẹp cá vậy đó, thì gọi là MOU, ký qua ký lại cho vui. Tiếng Mỹ gọi là non-binding, nó không chế tà, không phải là một agreement, nó không phải là hợp đồng. Anh hiểu không? Hợp đồng là các công ty hai này, hai ngày bộ thương mại, bộ kinh tế này nọ họ ký với nhau. Nó có giá trị, nó chế tài. Anh mà quỷ cái cam kết thì anh phải thiệt hại, anh phải bồi thường bao nhiêu. Còn đây hoàn toàn không có ký kết một cái gì mà binding hết, non binding, nghĩa là không có áp chế, không bắt buộc anh phải thi hành. Anh hiểu, do đó bà nào mới nói ok, tôi ghi nhận Long An rất là tốt đẹp và tôi sẽ qua là năm tới. Ok, bà này bà nói vậy. Hay ông kia nói là năm tới tôi sẽ qua thăm Auckland, ghi vô. Cái đẹp không có nghĩa là bắt buộc phải đi. Do đó những cái agreement này gọi non-binding agreement, MOU, những cái hứa hẹn hảo quyền chẳng có đi đến đâu. Vâng, thưa anh. Dạ vâng. Danh như vậy, nếu vậy thì trong chuyến đi lần này đó, trả lời với báo Thanh Niên thì ngay cả ông Lê Bích Dương cũng vậy, ông có những cái kỳ vọng là ông còn muốn mang rất là nhiều doanh nhân từ ở bên Mỹ này đi về Việt Nam nữa. Như vậy thì đối với em nghĩ nha, giống như ông là người đại sứ thì hơn đứng ở cửa giữa và mang hay là kêu gọi những nhà đầu tư ở Mỹ này về Việt Nam, xem ra thì một cái kỳ tích của ông. Tuy nhiên thì vấn đề cái nhà máy rác của ông và cái số tiền mà ở Ủy ban Nhân dân thành phố, điển hình là ở thành phố Hồ Chí Minh, thì vẫn còn thiếu cái tiền đó. Và kể cả miếng đất ở tỉnh Long An cũng vậy nữa, với cái diện tích của nó là 1.600 hectare đó, thì từ năm 2010 mà cho mãi tới đến nay thì cũng không được vận hành. Nói tóm lại là cũng không đưa cho chính ông để mà tiếp tục triển khai tiếp, mà bên tỉnh Long An đâu đó người ta muốn chuyển đổi cái quyền sử dụng đất này. Thì với anh, tại sao mà người ta đối xử với ông Lê Bích Dương, một người có thể nói là có công như vậy, nhưng mà người ta vẫn không theo cái mà mình có thể đoán được, người ta phải be nice, người ta phải cho ông nhiều cơ hội hơn ạ? Nói cho rõ, đơn giản là ổng không có tâm và ổng không có tầm. Không có tâm. Tại vì ổng có tâm sao được?
ông về ông giúp Việt Nam phải không? Tâm phải dài phải không? Một tâm là cho anh định nghĩa cái tâm rộng, anh đéo anh gật nhiên cái tôi nói rồi. Tâm là sao? Rồi, em chỉ nhớ vậy nè. Thôi giờ anh nói tôi nói phải có tâm có tầm. Anh có phải anh ngạc nhiên lắm. Đúng rồi. Nghĩa là anh không tin tôi nói đúng. Như vậy cái tâm có tầm, bây giờ cái tâm mà ông sao trước à? Anh nghĩ ông có tầm, anh nói cho tầm. Trong trả lời trên phố Hồ Sa TV thì ông kể lại tại sao mà ông mang cái công nghệ gọi là xử lý rác ở bên Mỹ này đi về Việt Nam, mà ông chọn đó là thành phố là tại vì cái nơi mà xưa ông sống và người đó có người bà con mà bệnh ung thư, thì bởi vì cái môi trường nó ảnh hưởng nặng nề đó, thành ra là ổng là một người gọi là vua rác, nói ổng như một người nắm về cái kỹ thuật bên đây, mà kể cả anh biết là bên thành phố Oakland ở San Jose ổng có cả một cái nhà máy xử lý rác đó, và cái tâm nguyện của ổng là ổng đem những kiến thức, những cái khả năng ổng có, ổng có thể về giúp cho Việt Nam, người dân nghèo Việt Nam, người dân đây đó thì môi trường có thể cải thiện hơn, rồi tạo công ăn việc làm, thì em thấy đó là cái tâm ổng á anh. Tại ví dụ như có người ta đi ra rồi đó nha, người ta quên hẳn luôn, cái khi hỏi người ta không công nhận là người ta là Việt Nam, nó cứ nhiều khi là vậy. Và rồi hiện tại gì nữa, ổng những cái chuyện xung quanh, ví dụ như cái mùa mà Covid á, ổng cũng lấy tiền ra ổng mua ba cái thuốc vaccine này kia, ổng gửi về cho người dân trong nước, thì cái đó là cũng phải là có tâm. Rồi cái tầm thì thấy gì, công nghệ xử lý rác ở Việt Nam nó không có được cao giống như ở Mỹ, thành ra ông đem những công nghệ của ông về Việt Nam. Tuy nhiên thì cái công nghệ mà hiện tại bây giờ ở ngay cả Sài Gòn, ở thành phố đó, hoặc là cái ông muốn làm ở Long An thì như thế nào thì em không có nắm, em không có biết được là nó tiên tiến tới mức độ nào. Nhưng mà ở trên diễn đàn thì nhiều người nói ông chôn rác thì đó thì em không biết. Và độ cao thì em được biết, có người nói là độ cao rác bây giờ nó khoảng 26 mét. Ô nhiễm môi trường ở gần đó thối, thì dĩ nhiên là mình tưởng tượng cái mức độ rác cỡ đó là thối, rất thối. Dạ, thì đấy thì em thấy là thứ nhất là có tâm, ông phải có nghĩa là gì, cái thiện chí đem về môi trường xanh, môi trường sạch cho người Việt Nam. Anh thấy này, cái hối cảnh 3D dự án khu công nghiệp môi trường xanh Long An đó là một khu khép kín ở trong đó đó. Dạ, mình nếu được triển khai, tuy nhiên thì cái này tới giờ vẫn chưa được triển khai anh. Mà được biết thì nhiều thông tin người ta nói rằng ở bãi rác ở Sài Gòn nó giống như nó over quá đó, thì có thể ông sẽ chuyển cái chỗ chứa rác nó về đây, thì đó là bên lề thôi, chứ còn trên các mặt báo thì em chưa có cái nội dung mà chính thức giống như vậy. Dạ vâng, với anh nghĩ thì sao ạ? Vâng, tôi nghĩ anh đi tu đi cho rồi. Sao vậy? Anh đừng là nhà báo. Nhà báo nó láo ăn tiền, nó anh nói nhà báo người ta nói là cơ quan ngôn luận hướng dẫn dư luận để tứ quyền này nào, mà anh biết bao nhiêu nhà báo ở tù, nó toàn nó láo không à. Thì mấy ông này cũng vậy, trời ơi, ông này ông nói ra láo giống như cộng sản vậy. Chính vì vậy mà nhân dân Việt Nam họ lật đổ, họ đòi chống đối cộng sản là tại cho nó láo, nó bị dân cho nó láo chứ. Ở nhà máy rác rõ ràng là có ở Sài Gòn mà, rất là lớn nha. Đâu là sao nữa? Nếu anh nói ông thương dân như vậy, tại sao bây giờ ông đi ông quỵt nợ của dân? Quỵt nợ tại gì nè? Okay. Bây giờ cái chuyện anh nói đây rồi, tôi tông đàn anh. Em được biết là trong một cái trả lời trên một bài báo em có đọc luôn. Bởi vì tại cái tiền ra không giải ngân, cái tiền của Sài Gòn á, thành phố nó không có trả tiền cho ổng tới 170 triệu. Cái chuyện anh lời lỗ tiền giữa anh với chính phủ thành phố Hồ Chí Minh. Anh là chủ nhân đồng bào họ làm cho anh. Đúng rồi. Anh chủ, anh phải trả họ. Câu chuyện anh nợ, anh giàu, anh ổng có tỷ bạc, ổng có đem cho người ta không? Không biết, nhưng mà tại do đó bây giờ ổng bán vợ bán con phải trả nợ cho đồng bào. Đó mới là vấn đề. Chứ không thể nói là nhà nước không trả, tôi không trả cho quý vị. Ủa nói gì vậy? Nó đi đá một trái banh qua một cái sân mà những người dân công họ đâu biết đó. Ông Phan Văn Mãi, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ai? Tôi đâu làm cho ông đâu. Anh mướn tôi là nhân công của công ty rác của ông David Dương, chứ tôi không phải là nhân công của ông Phan Văn Mãi, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Anh nợ tôi, anh trả cho tôi. Anh không thể đá cái banh qua, người ta không trả tôi không trả cho anh. Ôi trời ơi, một thằng lưu manh vậy, các thằng lưu manh nó đi bán cái vậy? Đâu mình tự nhiên khi nó giàu như vậy, có tỷ bạc nó có đem cho đồng bào. Ê, tôi có tỷ ra tôi thương đồng bào quá tôi cho không? Nó chỉ trả lương đúng cái lương mà nó người ta ký kết với nó, thì lương 1 đồng 1 giờ, 50 sen 1 giờ nó trả như vậy thôi.
Bây giờ nó trúng số 1 tỷ nó không á. Bây giờ tôi trúng số 1 tỷ tôi lời quá là tôi cho quý vị thay vì tôi trả quý vị có đồng, bây giờ tôi trả 10 đồng. Không, nó cũng trả 1 đồng. Trời, anh đi tin dài đây đi bắn lúa giống rồi. Mà bây giờ thí dụ anh là con gái là tôi nghĩ anh có bào khoảng 10 lần. Trời ơi, tôi ngạc nhiên ông Má Tiến Dũng bữa nay ông làm tại vì em không có chủ quan, tại vì mình dựa vô báo mình đọc ra. Báo Nga có dựa vào ổng, cái đó báo có thiệt, ổng có nói. Cái đề vấn đề mình tin hay không là một chuyện khác. Cho đó họ mới tóm đầu là tin còn bắn lúa giống. Ông nói tuần rồi ông nói sao nữa hả? Ông thương dân mà bây giờ thay vì cái rác đó ông phải giải quyết một cách sạch sẽ tránh ô nhiễm. Bây giờ hồi ký công trắc với chính phủ, ông đã có nói là tôi sẽ chắc rác cao lên tới 26 thước đâu. Như vậy bao nhiêu người bị ung thư, bị bệnh hoạn như vậy, ông thương dân à? Nói sơ sơ tôi đã nói anh là ông không có tâm gì trong hệ ngọa này. Ông bưng bô cộng đồng, ninh cộng đồng, kéo cờ vàng ba sọc đỏ. Anh chiếu tôi cái cờ vàng ba sọc tôi đang nói nha. Chiếu cờ vàng ba sọc này nọ, ca ngợi Việt Nam Cộng Hòa rồi này nọ đủ thứ. Rồi bây giờ về Việt Nam đi đứng với cờ Cộng sản Việt Nam, cờ quý vị coi, cờ Việt Nam vàng ba đỏ ngày 30 kéo sùm lên khắp lắp ca ngợi Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu cho chính nghĩa, rồi tôi là người tị nạn, tôi trốn Việt Nam, tôi đi này nọ rồi bây giờ về Việt Nam đứng với cờ Cộng sản vậy, ca ngợi Cộng sản, cười hí hửng ngày nọ. Rồi quý vị coi như vậy có tâm cái gì, tâm chỗ nào, tâm cái gì mà làm một công việc ở Việt Nam để rồi thành phố Hồ Chí Minh phải giữ nợ 170 triệu. Nếu anh không ngoan không thể để xảy ra chuyện đó. Như vậy là anh phải có xe sốt, phải có bê bối, có trục trặc gì mới thành phố Hồ Chí Minh nó mới chờ anh, nó giữ 170 triệu. Tôi không cần nói đúng là sao. Ok. Ta đều, nếu mà anh không ngoan, anh có tầm á, thì đã không để chuyện nó xảy ra rồi. Anh có tầm á thì trong 10 năm nay Long An nó cho giao đất anh mấy ngàn hecta này nào, 1.600 hecta bao nhiêu này nọ như anh nói hồi nãy đó. Là 10 năm này đã xây dựng nên nhà máy rồi, để mà hút rác hút huyết rồi trong 10 năm. Cuối cùng chẳng đi đến đâu, bây giờ Long An nó lấy là để nó làm mặt bằng để gì, làm xây cắt đô thị để gì này nè. Ủa tầm chỗ nào? Chứ thằng này có tầm là tầm lưu manh. Lát nữa tôi trở lại cái lưu manh chỗ nào là một đề tài khác. Lát anh nữa sử dụng cái chữ lưu manh thì em hơi ái ngại cái chữ lưu manh, tại vì lưu manh nó nặng quá. Không, lưu manh là rõ ràng nó nói láo. Tôi đối từ lưu manh là thằng nó láo, không có thật. Okay. Rồi bây giờ hồi nãy nói cái vấn đề anh bào chữa, anh luật sư của anh bào chữa, tôi nói vậy tôi xa chỗ nào em? Không, tại cái ngôn ngữ lưu manh thường thường là cái gì nó quá tệ, thằng nó quá tệ hơn thằng lưu manh. Nó chỉ nó đâu quá qua nó làm thôi, còn thằng này nó giàu có, nó có tỷ đô la. Lắc nữa tôi cho anh qua, nó đấu thầu có tỷ đô la ở San Jose, tất tài sản nó có tỷ hai, anh còn thêm 200.000 200 triệu nữa. Dự báo rồi nha, nói thêm đấy. Người nghèo họ dân xảo rồi này nọ vì miếng cơm manh áo tôi còn chấp nhận được. Một cái thằng đấy nó là tỷ phú rồi mà nó còn lừa đảo người ta, nó láo người ta nữa. Nó kêu cờ vàng bên Mỹ về cộng sản Việt Nam hí hửng đứng cờ đảo sao vàng Hồ Chí Minh. Như vậy không lưu manh là cái gì? Nói về lương công nhân á, thì không có trả lương công nhân, cái đó là giống như là lưu manh. Em nghĩ vậy nè, thay em nha, có thể nào là lực bất tòng tâm không, tại cái số tiền 170 triệu nó quá lớn á. Bây giờ không trả thì giống như mới đầu anh nói là ok, mặc dù không trả nhưng ông lấy tiền, ông vẫn lấy tiền để mà giải quyết, tại mỗi ngày như vậy là bao nhiêu tấn rác của từ Sài Gòn á. Thì mình nghĩ tới cái chuyện là nếu vậy thì kéo dài bao lâu, và rõ ràng tới một lúc nào đó cái tiền nó bị hết, hoặc là ông hết khả năng trả. Đó là lực bất tòng tâm đối với em, là nhìn vô cái sự kiện á. Tại vì nên nhớ là nợ cho tới 170 triệu là cả thời gian dài mới tới 170 triệu, chứ còn không phải là một tháng hai tháng mà nó tôi bị tức vậy cười đó. Anh nói chuyện tức cười quá. Anh biết tài sản của ông này bao nhiêu, có mấy tỷ, tệ lắm, 1 tỷ đô la, ok. Mà nhân công như vậy đó ông nợ bao nhiêu? Bộ tài sản ông về chiếc xe, ông bán chiếc xe ông cũng trả nợ cho nhân công rồi, ok. Hoặc là này đó, áp lực hả? Anh đi bào chữa một cách vô lý,
ok, anh là luật sư là tôi lấy bằng anh đã rồi, ok, tao lao. Rồi anh thương hại ổng như vậy, anh có thương hại bao nhiêu người nhân công, anh chiếu là cái cảnh cho tôi coi. Mần tờ chiếu đất, họ nắng nâu đổ mồ hôi nước mắt như vậy, bây giờ đi làm, mua sữa cho con, mua tả cho con, mua cháo cho con rồi, bây giờ ngồi như vậy. Ủa, sao anh không nghĩ đến cái, những cái hoàn cảnh những người này? Thấy chứ. Thấy. Ủa, thấy, thấy thì tại sao anh nói là lực bất tòng tâm? Tại sao ổng không giải quyết với thành phố Hồ Chí Minh? Nếu không anh đóng cửa lại, anh dẹp đừng làm. Ok, mấy vị đang công tôi sorry, tôi muốn cho quý vị công an việc làm, nhưng bây giờ thành phố Hồ Chí Minh không trả tiền tôi không có làm được. Tôi ok, quý vị về này nọ đi, rồi tôi trả tiền thất nghiệp bên này ha này nọ. Thế để cho họ làm được cuối cùng mình nợ. Ủa? Em không biết về vấn đề thất nghiệp thế nào, nhưng mà vậy anh, cái vấn đề câu hỏi là không trả tiền, không được thành phố trả tiền thì tại sao cứ làm hoài không đóng cửa. Đâu. Đóng cửa càng chết nữa, là em biết cái giống như cái hợp đồng á. Hợp đồng bây giờ mỗi ngày giờ anh phải gọi là xử lý bao nhiêu tấn rác vậy đó. Mà cái vấn đề là đang thưa kiện, mà nếu như mà anh đóng lại là anh break cái hợp đồng, anh bể cái hợp đồng. Như vậy là có phạt lương bằng không? Ông vì sợ break hợp đồng, sợ bị bồi thường cái hợp để break contract này nọ. Ok, anh nói tôi đồng ý. Vấn đề về phía ổng. Nhưng rồi anh kéo về cho những người dân công này làm, rồi anh nợ người ta. Có phải mình có ớt không? Mình biết mà có tội lỗi như vậy, mà vì quyền lợi của mình vẫn không đóng cửa, mình tiếp tục làm. Rồi mình đi đó láo cho nhân công, để rồi họ tiếp tục làm. Họ nghĩ rằng tuần này tháng này họ có sữa, có tả, có cháo cho con họ, rồi cuối cùng họ nợ. Cho đó cái điều đó anh bào chữa như vậy là quá xa anh Mai Tiến Dũng. Không phải là bào chữa, mà mình nghĩ thoáng, mình nghĩ không, cái, nhìn nhiều góc độ thôi. Em nghĩ không, anh nhìn đó ra, tôi đối gì sai. Đồng ý, ông giải thích có lý, tôi tin nhanh. Nếu mà nửa chừng mình đóng cửa như break contract hợp đồng này nọ là giữa ổng với thành phố Hồ Chí Minh. Thế. Cho ổng biết cái phần ổng không biết giữa ổng với những người dân công này khi ký. Họ có khi họ ký, họ vô họ làm, họ có nói là ok mà nếu mà ông bị trục trặc Hồ Chí Minh là chúng tôi chấp nhận không lấy lương không. Họ có nói có cái điều khoản nào không? Tôi không nghĩ vậy. Ai bên vực đây với giường, ngay ngồi đây với tôi. Quý vị cho thấy cái nó có tầm, cái tầm chỗ nào? Dạ vâng, một lần nữa quý vị. Tầm gì mà hứa đưa một ông tỷ phú 60 tỷ về hứa cho đã cuối cùng không? Hứa đưa bốn ông thị trưởng về, chẳng có ông nào hết. Nó đưa ông bộ trưởng tư pháp Cali, cuối cùng ông cũng ngoảnh mặt làm thơ. Đâu hồi qua nó giá trị gì? Chuyến đi nó, chiến rù bu một cái công, mẹ thị trưởng mong. Trời ơi, một cái thành phố, nó tội ác, đứng đầu thì nước Mỹ mà giá trị gì? Hả? Quý vị coi thử giá trị gì? Hả? Anh coi, ông cựu đại sứ Tech OCS của Mỹ tại Việt Nam á, bây giờ làm chủ tịch một hội thương mại Mỹ Á Châu này nọ. Tháng 3 vừa rồi đưa 52 đại công ty Mỹ về Việt Nam. Anh vô Tech OCS về Việt Nam này. Tháng 3 vừa rồi. Mà còn không gì nữa, thằng cựu đại sứ Mỹ đó. Chỗ đứng chính trị tại đây với Dương bàn thằng Tech OCS với thằng Cà Trấn này không? Mà nó từng làm đại sứ, nó ra cái quyển sách này nọ tại tại Việt Nam, rồi nó bị phiêu rai cái đại học này nọ quỷ bỏ, không cho cộng sản, không cho nó ra đất sách nữa. Thằng đại sứ đó trước rồi đã lập ra một cái hội thương mại Mỹ Á Châu gì đó, nó đưa 52 công ty đại công ty về Việt Nam, rồi cuối cùng cũng chẳng cái gì, chẳng có giá trị gì, thì họ đem với chương giá trị gì. Thế dẫn cái đám tà lột này đấy, ngay cả tới thì ông thủ tướng cộng sản ông Phạm Minh Chính cũng không thèm đóng tiếp nó nữa. Ủa, tôi hỏi giá trị gì? Về Việt Nam thủ tướng là quan trọng nhất, vô cái nhà chủ gia đình là quan trọng nhất, thì Việt Nam thủ tướng là quan trọng nhất, mà ông thủ tướng cũng đéo thằng, xin lỗi, ông không thèm đóng tiếp, ông không cho vô cửa để đáp với vị coi nè. Tôi nói có sách bán cái chứng đó, bên kia bà thị trưởng bác tài đây, cái hình này quý vị coi, nhìn cái mặt bà này đứng bên tay trái, ông thủ tướng Phạm Minh Chính và phái đoàn của Việt Nam đứng bên tay phải. Quý vị coi có mặt thằng Đại Phát Dương không? Tôi nói vậy có gì qua đón không? Kỳ này tôi lên tiếng khá mạnh là tại vì dính vào chính trị, tại vì tôi người tôi sống với chính trị,
sống với cờ vàng ba sọc đỏ, chứ còn những chuyện riêng tư gia đình ha, giàu có ha, chức phận hay này nọ, không phải chuyện của tôi không ca. Tôi ca, tôi có hai ông chó con Lucky, con Moshi, tôi là tôi thương, tôi ca hơi đấy thôi. Chứ thế gian này tôi không ca gì hết á. Nhưng tôi ca về lý tưởng, về chính trị, về lá cờ vàng sọc đỏ tôi ca. À, trong đây khán giả là Linh A thì nó là ngôn kỹ nói chuyện thật thà thẳng thắn, công tư phân minh. À, hiệp cao thì cho tôi hỏi từ trước giờ ông Dương làm việc gì giúp ích cho cộng đồng không vậy? Thì tôi không biết. Giúp ích cho cộng đồng hả? Tôi thấy cộng đồng giúp cho ông, cho thầy là chẳng ông giúp gì. Thì... công tư hồi nãy tôi có đó ông giúp đó. Ông bỏ mấy ngàn vừa rồi ông kéo nó từ phần ba sụp đỏ, hồi nãy tôi công nhận mà. Rồi tôi nghĩ ông bỏ cái bằng hoa nó khoảng 100-200 cứ cho 500 đi. Thì tôi thấy ok. Còn ông có thể ông cho mấy nhà báo, cái này nhà báo lăn xe cho ông, kêu quà đồng bào ra biểu tình ủng hộ ông thì ông trả công chứ chẳng giúp gì hết. Mutual benefit nước Mỹ gọi là mutual benefit, lưỡng lợi. Lưỡng lợi. Ông giúp cho các dân cử cũng chẳng phải giúp gì hết. Ông cho các dân cử để mà sao đấu thầu đấu thiết, bỏ phiếu ha, đi vận động các dân cử bỏ phiếu giúp cho ông tiếng nói vậy thôi. Ngày 24 tháng 1 2019, ông Đại Vết Dương bị hội đồng thành phố San Jose theo lời ông nói là nghe lời của mấy cái hãng đấu thầu rác, công ty rác lớn của Do Thái, của Ai Cập, của tụi này nọ, Đức biết gì đó này nọ, đã khá vậy đó. Là muốn đá đứa chẳng, không cho ông thầu nữa. Hiểu không? Nghĩa là cái hạng nó còn già lắm, nhưng bây giờ đấu thầu lại. Chứ không có thể mà tiếp tục được. Mà bé bữa quá mà. Thì ông thấy thua rồi. Chứ cho giờ, bây giờ trong đó nó mạnh quá, tụi nó lobby, tụi Do Thái, tụi này nọ, nó hay nào, tụi nó mạnh quá. Bây giờ cuối cùng ông thấy mất cái bé bở, cái bốn bé bở để mà thầu rác tại San Jose. Ông mới cho tiền này nọ, tôi biết rất là nhiều tiền, có nhiều người nói, ông bỏ tiền, ông rả tiền cho tất cả truyền thông, báo chí, các hội đoàn quốc gia, đèn chống cạm, đủ thứ, ông cho tiền quá chừng. Ngay cả ông luật sư Nguyễn Tâm là nghị viên của thành phố của San Jose cũng tới ủng hộ ông, ra mặt ủng hộ ông. Nhiều người dân sĩ trong cộng đồng, hầu như ngay như ông Nguyễn Tấn Thọ là một người đàng hoàng này nọ, có nhiều người tới ủng hộ ông vì được lợi, vì có tiền. Nhưng những người khác tới ủng hộ ông tại vì nghĩ rằng ông là người Việt Nam bị ăn hiếp, bị áp bức. Tôi không nói những người Việt Nam tới đó là vì ông cho mua chuộc cho tiền. Tôi nghĩ khoảng 50% là được ông mua chuộc, đặc biệt báo chí, truyền thông, đặc biệt các hội đoàn. Tổ chức tôi biết, đa số là tham nhũng thôi đó, nhấp nhúa. Tới ủng hộ ông. Nhưng có một số đồng hương, và có số tổ chức hay những nhân sĩ đàng hoàng, thì họ tới đó vì tự ái dân tộc, vì nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Họ nghĩ là câu ngựa đao cả tàu không ăn cỏ này nọ. Ông Đại Vĩ Dương bị ấp bức, ông là người Việt Nam. Như ông này, anh lui lại, như ông già này. Đây, hội trưởng ông Nguyễn Văn Kha, hội trưởng Hội Thừa Thiên, Huế, Bắc, California. Như tôi nghĩ rằng ông này không ăn tiền. Theo tôi nghĩ, tới ông già già cả cái hội như vậy. Nhưng họ vì thấy ông này người Việt Nam, cũng như con cháu đó. Ông kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ là phụ tá cho bà Janet Nguyễn Thượng nghị sĩ. Một người kỹ sư đàng hoàng, ông này giàu có. Giờ ông là chị Lan, là bạn tôi. Ông, bà chị tôi đi. Rất là đàng hoàng tư cách. Tôi nghĩ ông tới vì ông thấy người Việt Nam, Đại Vĩ Dương, người Việt Nam bị áp bức. Và nhiều người như bà cư dân này đó, cái tội bà méo mó này nào, bà chẳng có nhận đồng xu nào đâu. Nhưng vì bà thấy người quốc gia, người Việt Nam bị ăn hiếp này nào văng. Thì sao họ tới? Và cả bao nhiêu người, cả ngàn người tới tạo nên phong trào ủng hộ Đại Vĩ Dương, chấm là cái sự mà cho rằng áp bức hay chàng ép ông ta. Để muốn là thành phố phải cho ông ta được lấy lại cái công trắc hợp đồng để mà tiếp tục để mà hút rác cho thành phố lên bao nhiêu tỷ này nọ. Ok. Và cuối cùng ông đã thành công. Ông đã được tại vì áp lực của cộng đồng và ông ta đã lên tiếng. Ông cảm ơn cộng đồng rất là nhiều. Bao nhiêu báo chí, bao nhiêu có lời ông tuyên bố chúng ta sẽ có giờ. Và bây giờ thì tôi mời quý vị nghe một khúc thôi
lời tuyên bố của ông David Chương ngay trong cái lúc mà đồng bào đang biểu tình tại hội đồng thành phố San Jose, lúc mà đang hỗ trợ ông để cho ông được thành phố họ thấy có sức mạnh cộng đồng nhiều quá. Cộng đồng Việt Nam vùng San Jose có 1 triệu người mà Việt Nam chiếm hơn 10%, hơn 100.000, trăm mấy chục ngàn người, do đó sức mạnh rất là mạnh, hiểu không? Mà Việt Nam đoàn kết đi bỏ phiếu nữa. Cuối cùng ông biết được cái lợi thế đó và ông nhân danh ông là người tị nạn. Nếu ông nói tôi theo cộng sản, tôi sẽ theo cộng sản, tôi về đứng với Hồ Chí Minh, tôi đứng với này nọ, thì tôi nghĩ rằng cộng đồng không ai tới đâu. Nhưng lúc đó quý vị nghe ông tuyên bố như thế nào và các lời tuyên bố trong báo chí này nọ, và chúng ta sẽ có một dịp khác chúng ta trình bày thẳng vấn đề này khi chúng tôi có thời giờ. Vâng, mời quý vị nghe ông ta nói như thế nào để quý vị thấy là ông ta o bế, ông ta nịnh hót cộng đồng. Cái điều đó cũng ok, nhưng cái mà tôi đang nói bây giờ ông phản bội, ông quay lưng, ông qua cầu rút ván, ông lại coi như là qua cầu rút ván hay là ăn cháo đá bát này nọ, đó là cái điều tôi căm phẫn. Tôi hồi nãy tôi nói tại sao ngày này ông không kêu tổng lãnh sự cộng sản tới để lên tiếng ủng hộ ông đi, ông không kêu tòa đại sứ lên tiếng ủng hộ ông đi, hà tới ủng hộ ông đi, ông kêu du sinh cộng sản tới biểu tình đây, luật sư Nguyễn Tâm, nghị viên thành phố San Jose, cảm ơn anh. Đó, quý vị thấy một ông luật sư mà nghị viên thành phố là một người có nổi tiếng, ông Nguyễn Tâm ơi, không biết tôi quen ông, tới ủng hộ cho cuộc đấu tranh này. Như vậy là ông David Dương đã dùng sức mạnh ảnh hưởng rất là nhiều mới kéo được những người này tới, mà bây giờ ông quay lưng. Cái đó là điều buồn. Cái này bây giờ ông quay lưng ông theo cộng sản thì cũng được đi. Bây giờ ông nói kỹ, ta muốn theo cộng sản, ok mày làm gì tao đi, ok thì ok. Cái đà tạ vì vừa rồi mới 30 tháng 4 đây, đây nè, ông nói nè, ông đáp dương Việt Nam câu hận hận ta hỏi nè, xin chúc mừng công ty California West Solution ha. Thì ông David Dương nói Việt Nam hạng cơ quan truyền thông chắc thở Mỹ West A đánh giá điều này có được là nhờ hai hợp đồng vừa ký với thành phố lớn là Oakland và San Jose. Công ty còn được đánh giá về công nghệ thiết bị mới, hợp đồng mới có thời hạn dài 15 đến 20 năm, giá trị trên 1 tỷ đô la hợp đồng. Ok, quý vị thấy, trên 1 tỷ đô la, trời ơi, 1.000 triệu đô la trên á. Thì trở lại, vấn đề ông đây với chứ ông theo cộng sản, tôi đâu có chống, bao nhiêu người cộng sản tôi không chống. À, ông nói nè, được bảo đảm, nói như David Dương, ông Dương nói nè, chúng tôi không thể thua vì như thế sẽ làm mất chân đứng của cộng đồng hơn 100.000 người Việt ở San Jose. Rõ ràng không? Ông dùng 100.000 người Việt Nam để ông nói là bảo vệ ông. Nếu mà ông thua, tất nhiên là 100.000 người Việt Nam đã thua. Mất chỗ đứng. Và ông nói như thế nào? Và tờ báo nó để nó tích ông triệu phú David Dương. Mà đây chính là biểu lộ sức mạnh của cộng đồng Việt Nam ở thành phố 1 triệu dân này. Thấy không? Ông lúc nào ông cũng đem cộng đồng, đây là sức mạnh cộng đồng để đứng sau lưng ông. Do đó các thị trưởng, nghị viên, Mỹ hay này nọ, do đen, do điếc gì đó, thấy cái sức mạnh cộng đồng. Do đó họ mới ủng hộ ông, cho phép ông tiếp tục đấu thầu. Rồi bây giờ ông đấu thầu sang bây giờ ông theo cộng sản. Đau không? Đau chứ. Ông thấy cộng sản nhưng mà hãng rác ông vẫn còn trển mà. Do đó mới vấn đề. Vấn đề thật ra hãng rác ông cầu, nhưng cái lý tưởng ông chính nghĩa ông đã phản bội. Do đó hồi nãy nói đó, cộng đồng còn tiếp tục ủng hộ nữa không? Không. Cái đề bây giờ hiện tại nó vẫn còn. Cái đề tôi biết, biết bao quần chúng họ sẽ biểu tình. Bữa trước chúng tôi có một cái anh mà tôi giấu tay trong lúc này. Họ nói cộng đồng Việt Nam á, sẽ có một phản ứng rất là nặng. Cả thành phố với San Jose, tất cả người Việt Nam sẽ không đổ rác. Để rác bờ đường thúi vậy, không cho đổ. Họ biểu tình bằng cách đó. Ồ, cái đó bởi điếc của ta đó. Ủa, làm gì giờ? Đạo Phật họ được. Họ để rác, họ không đổ. Anh tưởng tượng mà họ để mấy tháng trời mà rác mà nó lên thành phố. Mà cái đó họ sẽ đạt vấn đề. Chúng tôi phản đối đây phải chưa? Nhiều người đó, ôi đó địa phương ở San Jose, họ cái đầu óc. Chính trị nó bao gồm cũng như không khí vậy. Không khí everywhere.
Anh không thể nói ô các không khí nó ở San Jose, còn ở Nam Cali không có không khí, yeah. Không khí nó bay bất ngờ, bắt đầu cũng như Chúa ở khắp mọi nơi vậy. Yeah. Yeah. Thì cái chính trị nó cũng vậy, ông này cũng hạ cho quốc gia, binh cộng sản nó ảnh hưởng cho toàn cầu. Nga có ảnh hưởng đến người quốc nội luôn, những người mà chống cảm ở quốc nội cũng bị ảnh hưởng. Cái khó không thể nói à, có chuyện đó chuyện San Jose để dân San Jose giải quyết, nhiều người họ ngu, cái chuyện nó không phải là chuyện địa phương. Cái tìm phun tìm phở nó bắn tại San Jose, đúng rồi, chỉ San Jose Hội An đúng. Nhưng những điều tốt lành hay những gì xấu xa nó ảnh hưởng toàn cầu everywhere. Như nói là lần nữa thì Dũng sẽ tiếp tục theo dõi tin tức, nếu như có tin tức gì mới thì Dũng sẽ cập nhật cùng quý vị, và đặc biệt là anh Công Kỷ sẽ là một nhân vật, một khách mời không thể nào thiếu với chương trình. Tuy rằng quý vị có thể không đồng tình với cách nói của anh, tuy nhiên thì như anh vừa nói, anh sẵn sàng đón nhận cũng như là tranh luận với bất kỳ ai có những cái điều mà ngược lại với ý kiến của anh vừa qua. Quý vị có thể để lại comment cho Dũng một cái lịch hẹn thì Dũng sẽ có thể sắp xếp được quý vị nha. Rồi cảm ơn anh một cái lần nữa, và bây giờ thì anh em vâng. Chào nha. Vâng, cái này là trước khi chào nha, chào một phút mấy giây thôi. Yeah. Các câu cuối tôi mỗi lần tôi ăn ủi tôi chẳng sợ gì, tôi nói Thiên Chúa là ông đấng toàn năng, là khủng khiếp trên đời, ông còn bị đóng đinh nữa thì mình ăn thua gì. Yeah. Do đó tôi nghĩ tôi cái quý vị đóng đinh tôi là còn chửi tôi nhẹ. Yeah. Đừng đóng đinh Chúa mà còn đóng đinh nữa thì tôi ăn thua gì. Yeah. Vâng, kính chúc quý vị một ngày an lành, may mắn và hạnh phúc với gia đình. Bye bye. Rồi, cảm ơn quý vị.